Luật sư, ông Lê Tùng Vân già yếu gặp khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc lấy lời khai. Ông Lê Tùng Vân do già yếu nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc khai trình. Cơ quan điều tra sẽ bố trí thêm cán bộ y tế trong các buổi làm việc sau, luật sư Lân cho biết. Liên quan đến việc Tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho các bị can gồm 5 luật sư. Luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Ngô Thị Hoàng Anh, luật sư Nguyễn Văn Miến, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc và luật sư Đào Kim Lân. 4 bị can trong vụ án bao gồm ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991 và Lê Thanh Tùng Dương sinh năm 1995. Hiện đang bị điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2021, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Theo đó, bị can Lê Tùng Vân đang được tại ngoại, các bị can khác đang bị tạm giam. Trao đổi với phóng viên, luật sư Đào Kim Lân cho biết vừa qua, các luật sư đã tham gia các buổi làm việc cùng điều tra viên, kiểm soát viên đối với tất cả các bị can trong vụ án theo đúng tiến độ và lịch làm việc do cơ quan điều tra sắp xếp. Một số buổi làm việc khá thuận lợi nhưng do thời gian cận Tết Nguyên đán năm 2022 nên có thể sau Tết mới tiếp tục. Hiện nay do vụ án đang trong quá trình điều tra nên các thông tin phải chờ vào kết luận của các cơ quan công an. Các luật sư không có ý kiến về nội dung nhưng làm việc trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với thân chủ của mình. Luật sư Lân cũng thông tin rằng hiện nay tình hình sức khỏe của các bị can tạm giam cũng tạm ổn. Ban đầu việc ăn uống có hơi khó khăn do các bị can ăn chay không thích hợp với thức ăn trong trại. Nhưng các luật sư đã có góp ý với cán bộ điều tra và cán bộ trại giam về việc trên nên có lẽ việc ăn uống sẽ được cải thiện. Riêng ông Lê Tùng Vân do tuổi già sức yếu nên hơi khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc lấy lời khai. Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kế hoạch sẽ bố trí thêm cán bộ y tế trong các buổi làm việc sau để hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho ông Lê Tùng Vân.